Thưa quý vị, sống với môi trường trong lành, nguồn nước sạch sẽ là nhu cầu tất yếu của con người. Thế nhưng mà đây lại là giấc mơ không tưởng của hàng chục hộ dân hiện đang sinh sống dưới chân cầu Kênh Tẻ, đoạn giáp ranh giữa quận 4 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, khu vực này được xem là vấn nạn của tình trạng rác thải ô nhiễm môi trường. Đáng nói hơn là vào mùa mưa này, rác lại càng chất đống thành bè và bốc mùi khủng khiếp hơn. Mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục Đường dây nóng sau đây. Đây là những hình ảnh rác thải sinh hoạt nổi trôi, tấp vào bờ trải dài từ phường 1 đến phường 4, quận 4 và từ phường 1, quận 8 đến phường Tân Hưng, phường Tân Kiển, quận 7, được chúng tôi ghi nhận vào đầu tháng 10. Theo một số người dân, khoảng từ 1 đến 2 tuần sẽ có một đội vệ sinh môi trường đến vớt rác trên kênh, nhưng không được bao lâu thì đâu là vào đấy. Rác nước tùy theo con nước nó tắm nhiều lắm, nước lớn nó cũng tràn lên bờ, rác nó chạy lên bờ luôn. Chưa kể mỗi khi mưa xuống hoặc thủy triều dâng cao, nước ở kênh sẽ tràn ngập cả hai con đường Trần Xuân Soạn quận 7 và Tôn Thất Thuyết quận 4, khiến rác thải theo dòng nước trôi lên mặt đường, gây ô nhiễm nặng khiến đời sống người dân đảo lộn. Tương tự tại cầu Sài Gòn giáp ranh giữa quận 2 và quận Bình Thạnh, nằm ven đường Nguyễn Hữu Cảnh, rác thải sinh hoạt và các phế thải lại chất cao như núi. Như đáng nói, mỗi lần mưa xuống, nước mưa cuốn trôi một số rác thải ở đây gây nghẹt cống. Nước mưa hòa vào cùng với rác thải sinh hoạt tràn xuống đường, làm cho tình trạng ngập thêm trầm trọng.